Đây không phải là lần đầu tiên Đình Hương và các ca sĩ trẻ này hát tiếng Anh. Từng gây ấn tượng mạnh ở vòng số mặt chương trình Giọng Hát Việt 2012 với ca khúc Warwick Avenue, Đình Hương tiếp tục thể hiện tài năng của mình ở thể loại nhạc nước ngoài để đi đến vòng chung kết. Không phải vô cớ mà trong cuộc thi, các chương trình biểu diễn, thậm chí cả album đầu tay sắp tới, cô ca sĩ trẻ này lựa chọn hát tiếng Anh. Quá trình mà Hương trưởng thành và đi tìm cái cá tính âm nhạc của mình ngay từ trong chính những ca khúc nhạc ngoài. Chính vì vậy cho nên là khi mà Hương đến với sân khấu The Voice thì Hương muốn cái hình ảnh của mình và cái lần đầu tiên mình tiếp cận công chúng thì mong muốn họ hiểu rõ hơn và hiểu rõ đúng về cái cá tính âm nhạc của mình. Chính vì vậy mà Hương đã chọn hầu hết là những cái ca khúc tiếng Anh. Hát tiếng Anh cũng là lựa chọn số 1 của nhiều bạn trẻ khi tham gia những cuộc thi ca hát trong những năm gần đây như Vietnam Idol, Summer Day Head, Cặp Đôi Hoàn Hảo, thậm chí cả Giọng Hát Việt nhí, Voice Kids. Trong vòng giấu mặt vừa phát sóng trên truyền hình, có đến 70% thí sinh nhí chinh phục các huấn luyện viên bằng ca khúc nước ngoài. Tại sao mà bé hát tiếng Anh nhiều? Bởi vì thật sự nhạc tiếng Anh hay hơn nhạc tiếng Việt. Rõ ràng nó có... mình có một sự thiếu thốn cho các bé. Các bé không có những bài hát phù hợp cho những bé thì nó phải chọn bài hát tiếng Anh thôi. Cho đến bây giờ thì mình mới phát hiện ra là các bạn ấy chỉ rất ít khi nghe nhạc Việt Nam. Quả thực là trong những cái thời gian vừa đây gần đây thì những cái ca khúc và những cái sáng tác cho cái lứa tuổi mà gọi là thanh thiếu niên thì còn rất là ít, còn rất là hiếm. Thì các bạn ấy một là chỉ có nghe nhạc Việt Nam mà nghe nhạc người lớn, hai là nhạc thiếu nhi hẳn, nhạc nhi đồng. Nhưng không có những cái nhạc nhiều, những cái ca khúc hay viết về tình bạn, tình cảm gia đình, rồi những cái tình yêu thiên nhiên. Thực tế, chuyện ca sĩ Việt hát tiếng Anh không phải là câu chuyện mới. Từ việc biểu diễn trong phòng trà, các sân khấu ca nhạc hay cả việc ra album. Năm 2008, Mỹ Lệ và Thu Minh với đêm nhạc Divas Night. Năm 2009, Đức Tuấn ra mắt album Music of the Night, gồm 16 ca khúc là những trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng. Tiếp sau đó là The Unmakeup của Đoàn Trang hay album Cocktail của Hà Anh Tuấn. Không ai đánh giá những sản phẩm âm nhạc này chất lượng kém khi chúng vẫn được đông đảo công chúng đón nhận, cho dù vẫn còn một bộ phận người nghe khá e dè khi tiếp cận với các sản phẩm âm nhạc bằng tiếng nước ngoài của ca sĩ Việt. Nhiều lý do, giải thích và thậm chí là tranh cãi nổ ra xung quanh chủ đề này, mà trước hết là do thiếu những ca khúc tiếng Việt mới và chất lượng. Trong cái khoảng thời gian gần đây thì việc tìm ra được những cái ca khúc mà có những ca từ, những giai điệu đẹp mà lại còn phù hợp với cá tính âm nhạc của bản thân thì nó quả thực rất là khó. Chính vì vậy một cái giải pháp mà gọi là để mà thường đối với những trong cái cuộc thi chẳng hạn, không chỉ Hương mà cũng rất là nhiều các bạn thí sinh khác đã quyết định là chọn những cái ca khúc cover là những ca khúc tiếng Anh. Trong những năm qua, dòng nhạc thị trường thịnh hành phục vụ thị hiếu và gu âm nhạc phổ thông với những ca sĩ nổi tiếng không hoàn toàn bằng giọng hát cũng là khoảng thời gian để bằng các ca khúc đòi hỏi kỹ thuật âm nhạc cũng như giúp phổ diễn trình độ của nhà hát. Trong khi đó, các ca khúc quốc tế lại rất phong phú và có nhiều hấp diễn, nên việc ca sĩ, thí sinh đua nhau hát tiếng nước ngoài cũng là điều dễ hiểu. Hát tiếng nước ngoài thì nhiều khi các bạn sẽ tìm hiểu được thêm những cái khả năng trong cái quãng giọng, cái quãng vang của mình. Bởi vì tiếng Việt hát nó vang một kiểu và tiếng nước ngoài hát cái khoảng vang một kiểu. Có thể qua những cái bài hát đó các bạn sẽ có thêm nhiều cái kinh nghiệm để trong việc xử lý những cái bài hát của riêng mình sau này. Nhạc nước ngoài thì theo bản thân Trâm thì Trâm cảm thấy rằng là rất là cởi mở, bộc lộ rất rõ ràng cảm xúc và nó có những và nó cái phần mà phần nhạc phối nó rất là hay để có thể bộc lộ cái cảm xúc đấy. Tiếng Anh thì nó giống như là một thế giới mở, nó không có dấu, cho nên là nó dường như là để cho mình có thể bộc lộ được hết tất cả những cái khả năng luyến láy xử lý câu. Thì đó chính là những cái mặt ưu điểm trong việc mình hát nhạc ngoài. Có thể nói, khi mà trình độ ngoại ngữ của người nghe ngày càng cao hơn so với trước đây, thì những bài hát nước ngoài cũng không còn trở nên xa lạ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không đón nhận những ca sĩ Việt hát tiếng Anh mà ngọng nghịu như một số anh Tây hát nhạc Việt.
để hát được tiếng nước ngoài không phải dễ, và làm sao để khán giả có thể cảm nhận được ca khúc đó qua sự thể hiện của ca sĩ Việt cũng không hề đơn giản. Chắc chắn là cũng rất là khó vượt qua, đấy là về vấn đề phát âm. Bởi vì cho dù thế nào thì mình cũng cái tiếng Anh cũng không phải là tiếng của mình. Và vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề về âm thanh, về giọng hát, thì bởi vì những cái bài hát tiếng Anh thì thường nó cũng có những cái đòi hỏi nhất định về khả năng hát cũng như là cái thẩm mỹ và cái tư duy để mà thể hiện. Không quan trọng bạn hát tiếng Anh hay tiếng Việt hay là bất cứ một cái ngôn ngữ khác, mà cái quan trọng là khi mà bạn đem cái ca khúc đó đến với cái cách mà bạn đem ca khúc đó đến với khán giả như thế nào. Thật sự Thanh không có cái vấn đề với tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Ý hay tiếng Tàu, bởi vì âm nhạc là một cái ngôn ngữ của thế giới, thì rất là nhiều người thích nghe nhạc Ý hoặc nhạc Pháp nhưng họ đâu có hiểu từ một lời, ý nghĩa của lời nó như thế nào đâu. Nhưng mà họ cảm nhận được cái giai điệu, họ cảm nhận được cái cảm xúc của bài hát. Quả thực, âm nhạc không có bất kỳ ranh giới nào về ngôn ngữ. Âm nhạc luôn có sức truyền cảm mãnh liệt tới trái tim con người, bất chấp mọi rào cản về sự khác biệt. Tuy nhiên, dù với ngôn ngữ nào để chạm tới trái tim người nghe, âm nhạc ấy phải được truyền tải bằng cảm xúc và sự thấu hiểu.